Dạ vâng, xin chào cả mới quý vị khán giả. Chiều nay Tây Nam Bộ vẫn có mưa trong. Mưa sẽ xảy ra trên một nửa diện tích khu vực, thậm chí là có những điểm mưa vừa mưa to, tương ứng với những nơi có màu xanh đậm và màu xanh lá trên bản đồ. Quý vị cần đề phòng về lốc xét và gió giật mạnh đi kèm. Một tia sét trẻ đôi có thể toàn bộ cây cối trong tích tắc. Khi lượng điện đó đi vào cơ thể người có thể dẫn đến gừng tim, co giật, chấn thương não, tổn thương tủy sống. Nhưng điện không phải là vấn đề duy nhất. Người ta tính toán rằng một người đứng trong bán kính 9m tính từ điểm xét đánh có thể gặp phải sức nóng tương đương với một quả bơm TNT 5kg. Do vậy, cách tốt nhất là trú ẩn ở các tòa nhà kiên cố khi mà thấy mây dòng kéo đến. Trước khi có mưa dự báo là từ giờ cho đến trưa, hầu khắp khu vực vẫn có những điểm nắng nóng 35-36 độ C, như là tại Vĩnh Long, Cao Lãnh, Châu Đốc, các nơi khác như là tại Trà Vinh, Sóc Trăng, Cần Thơ phổ biến trong khoảng là từ 33 đến 34 độ C, trời khá nóng vào buổi trưa. Không chỉ ngày hôm nay mà dự báo tại Cần Thơ, trong cả 2 ngày sau đó vẫn sẽ tiếp tục có mưa trong về chiều tối, kèm theo sấm sét, gió giật mạnh, ban ngày nhiệt độ cao nhất là 34 độ C, giảm xuống còn 32 độ C. Về thời tiết tại đảo Phú Quốc trong ngày hôm nay, dự báo là vẫn nắng mạnh và nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 33 độ C. Lưu ý về chiều tối là sẽ xuất hiện mưa trong, đến đêm mức nhiệt hạ xuống còn 27 độ C. Thời tiết biển ở khu vực từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, Cà Mau Kiên Giang, dự báo là trong ngày hôm nay ít mưa, gió cấp 3 đến cấp 5, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km.